Bạn còn nhớ bộ phim Thâm Cung Nội Chiến hay còn có tên gọi khác là Kim Chi Dục Nhiệt hay không? Đây là khởi nguồn và cũng là đỉnh cao của dòng phim cung đấu hoa ngữ. Trong đó, cuộc đấu trí, tranh giành tình cảm giữa bốn người phụ nữ chốn hậu cung đã cuốn hút sự chú ý của khán giả và trở thành ký ức khó quên trong lòng nhiều người, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Thế nhưng, điều còn gay cấn hơn cả phim ảnh là mối ân oán tình thù giữa hai mỹ nhân đình đám trong phim. Thị hậu hai lần Đặng Tụy Văn và tiểu thiên hậu độc miệng Trương Khả Di. Nếu bạn muốn biết mối ân oán tình thù và vận mệnh xoay chuyển của hai mỹ nhân thâm cung nội chiến như nào, thì hãy theo dõi tiếp video này của blog Việt Food nha! Hai mảnh đời trái ngược, An Xuyến, Trương Khả Di được sinh ra ở vạch đích, Như Phi, Đặng Tụy Văn bị vứt bỏ khi mới sinh ra. Nói về cô nàng Trương Khả Di, cô sinh năm 1970 trong một gia đình giàu có ở Hồng Kông, cha là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng. Trương Khả Di được cha mẹ hết mực yêu thương. Năm 13 tuổi, cô còn được đưa tới Anh du học trong ngôi trường St. Mary Canossian College, sau đó tiếp tục học ngành khoa học tự nhiên ở Đại học Manchester. Có thể nói người đẹp họ Trương sinh ra đã ngậm thìa vàng. Năm 1989, Trương Khả Di trở về Hồng Kông nghỉ hè. Cô gái 19 tuổi này bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc khi đang dạo phố, để rồi từ đó chính thức bước chân vào showbiz. Ngay trong bộ phim đầu tay Bản Sắc Anh Hùng 3, Trương Khả Di đã được hợp tác với những siêu sao như là Châu Nhuận Phát, Mai Diễm Phương, Lương Gia Huy. Trong khi đó, Đặng Tụy Văn sinh ra đã bị cha mẹ hắt hủi, bỏ rơi. Năm 1966, thì mẹ Đặng Tụy Văn hạ sinh cô khi mới 17 tuổi, đưa cô bé gầy nhỏ này cho ông bà nuôi nấng, nhanh chóng ly hôn và có gia đình mới. Thậm chí, mẹ Đặng Tụy Văn còn nói với cô, "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi đã có một gia đình khác rồi, họ không biết tôi đã từng có quá khứ như vậy." Chính hoàn cảnh đưa đẩy này đã khiến Đặng Tụy Văn hiểu được cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình và điều này tạo nên tình hiếu thắng cho cô gái trẻ. Chưa đến 10 tuổi, Đặng Tụy Văn đã bắt đầu đi làm thêm ở khách sạn trong kỳ nghỉ hè, tiết kiệm tiền mua cho mình đôi giày thể thao đầu tiên trong đời. Sự nghiệp đôi ngả, người được TVB cưng chiều, kẻ bật bãi khỏi địa vị cũ. Vốn được cưng chiều từ nhỏ, Trương Khả Di chẳng thể chịu được sự khắc nghiệt của phim trường thời bấy giờ. Thường xuyên phải quay chụp mười mấy tiếng một ngày, cô gái trẻ nông nổi quyết định rời khỏi showbiz, chuyển hướng sang âm nhạc nhưng không thuận lợi. Lúc này, Trương Khả Di tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và đạt được giải thưởng có tiềm năng diễn xuất nhất. Một lần nữa, Trương Khả Di lại bước chân vào showbiz và ký hợp đồng với đài TVB. Giữa thập niên 1990, những hoa đán đình đám một thời của TVB lần lượt rời đi, đài truyền hình quyết định nâng đỡ những diễn viên mới và Trương Khả Di cũng là một trong số đó. Mới ký hợp đồng không lâu, cô được tham gia bộ phim Thần Điêu Hiệp Lữ phiên bản năm 1996 và được mệnh danh là Trình Anh đẹp nhất trên màn ảnh. Thậm chí đến những người hâm mộ của Kim Dung vốn nổi tiếng khắt khe cũng chẳng thể tìm được điểm nào để chê bai cả. Nhờ tài năng diễn xuất và được TVB nâng đỡ hết mình mà sự nghiệp của Trương Khả Di lên nhanh như diều gặp gió. Cô là một trong năm nữ chính khó quên nhất của TVB trong thế kỷ 20, sau đó đoạt giải Thị Hậu vào năm 2003. Giới truyền thông cũng nhận xét rằng Trương Khả Di quả thực là con gái cưng của TVB lúc bấy giờ. Trái ngược với người đẹp họ Trương, năm 18 tuổi, thì cô gái trẻ Đặng Tụy Văn quyết định trở thành diễn viên của đài TVB. Tên tuổi của cô gắn liền với Tiết Quý Nhân Đông Trinh, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hiệp Khách Hành, Đại Thành Tiểu Tử. Được hợp tác với những ngôi sao đình đám như là Trịnh Thiếu Thu, Châu Nhuận Phát, Uông Minh Thuyên, Trịnh Dụ Linh. Đặng Tụy Văn bắt đầu được biết đến với danh hiệu người nối nghiệp của ông Mỹ Linh và được giới truyền thông hết lời khen ngợi. Nhưng mà cô nàng Đặng Tụy Văn vì choáng ngợp trong sự nổi tiếng mà lại trở nên kiêu ngạo, thậm chí từng công khai chỉ trích Lương Triều Vĩ đến muộn dù mới chỉ là một diễn viên mới. Tuy nhiên khi bình tĩnh lại thì Đặng Tụy Văn mới thấy cuộc sống của mình vất vả đến mức nào. Nữ diễn viên Đặng Tụy Văn gần như chẳng hề có ngày nghỉ, bận rộn tới mức chỉ còn thừa thời gian ngủ. Thu nhập lại quá thấp. Lúc đó tôi rất nổi tiếng nhưng lại rất nghèo. Tôi làm nữ chính suốt 5 năm, tiền cachet lại không được 6.000 đô la Hồng Kông, tương đương 18,1 triệu đồng. Chỉ vừa đủ đóng tiền thuê nhà, phí gửi xe và phí quản lý. Phát hiện đây không phải cuộc sống mình vẫn mong đợi, Đặng Tụy Văn quyết định sang Mỹ du học. Sau khi trở về Hồng Kông, nữ diễn viên Thâm Cung Nội Chiến định đóng phim vài năm, kiếm tiền rồi định cư ở một nước khác. Tuy nhiên lúc này thời thế đâu còn như xưa, đài TVB có quá nhiều ngôi sao tiềm năng, địa vị của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một ngôi sao được săn đón trở thành người mới chỉ trong nháy mắt. Bất đắc dĩ, Đặng Tụy Văn đành phải chuyển sang đầu quân cho đối thủ của đài TVB là đài truyền hình ATV. Mâu thuẫn từ đời vào phim, từ phim ra đời giữa hai mỹ nhân đình đám. Ngôi nổ khiến hai mỹ nhân này hoàn toàn trở mặt với nhau là vào năm 2004 khi bộ phim Thâm Cung Nội Chiến lên sóng. Được biết, bộ phim này được đài TVB coi như món quà chúc mừng và củng cố địa vị cho Trương Khả Di sau khi cô mới đoạt giải Thị Hậu.
Ai ngờ trong quá trình ghi hình, Trương Khả Di bị bệnh nặng, càng ngày càng gầy và phải cắt bỏ nhiều suất diễn. Còn Đặng Tụy Văn khi đó 38 tuổi, bộ phim Thâm Cung Nội Chiến là cơ hội cho cô thoát khỏi vũng bùn tăm tối. Vậy nhưng ban đầu nhân vật Như Phi cũng không được đoàn phim coi trọng, không được xếp vào hàng ngũ vai chính. Đặng Tụy Văn cũng vào vai một phi tử khác, chứ không phải Như Phi. Sau đó vì sắp xếp lại nhân vật mà nữ diễn viên họ Đặng mới được sắm vai diễn kia. Ngay cả trong những hoạt động tuyên truyền trước khi phim Thâm Cung Nội Chiến lên sóng, thì những diễn viên như Trương Khả Di, Lê Tư, Sa Thị Mạn đều có rất nhiều tạo hình. Trong khi đó, Đặng Tụy Văn lại chỉ có ít ỏi mấy bộ trang phục. Thậm chí có phóng viên còn bất lịch sự, lên tiếng yêu cầu cô tránh xa xa một chút. Điều này khiến nữ diễn viên vô cùng tức giận. Quản lý công ty cho rằng phải xinh đẹp, trẻ tuổi mới được ưu ái. Ở đây dù nỗ lực mấy cũng chẳng ăn thua. Các nữ diễn viên chỉ biết so kè, ai mặc đắt nhất, hở hang nhất, được bàn luận nhiều nhất. Thế nhưng ai ngờ khi Thâm Cung Nội Chiến lên sóng lại có một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Vai chính lại biến thành vai phụ, mà vai phụ thành vai chính. Nhân vật Như Phi đáng buồn lại đáng thương, ác độc nhưng thê thảm lại được công chúng yêu thích, mà An Xuyến, Trương Khả Di, người lẽ ra phải chiếm trọn spotlight lại bị ghẻ lạnh. Điều này khiến Trương Khả Di vô cùng hụt hẫng. Lúc đó khi Đặng Tụy Văn xuất hiện ở trên đường, người qua đường sẽ quỳ xuống thỉnh an cô. Thậm chí những cửa hàng bán thức ăn treo biển Như Phi đều có thể bán được giá cao, còn Trương Khả Di lại chẳng có ai hỏi thăm, bàn luận. Trong lễ trao giải của đài TVB năm 2004, Thâm Cung Nội Chiến hiển nhiên giành thắng lợi lớn và theo kết quả bầu chọn top 3, Trương Khả Di bị loại, Đặng Tụy Văn có lượt vote đứng đầu, Lê Tư xếp thứ hai. Vì để cho Trương Khả Di đỡ buồn, đài TVB trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lê Tư, còn Đặng Tụy Văn chỉ nhận giải diễn viên thâm niên. Điều này khiến đài truyền hình bị giới truyền thông chỉ trích là không thuận ý dân và Lê Tư cũng bị gắn mác thủy hậu, ý nói không xứng được giải thưởng. Hành động này của đài TVB cũng không khó hiểu, bởi lẽ, thứ nhất, dù không giúp sự nghiệp của Trương Khả Di nâng lên một bước, nhưng cũng không muốn nâng đỡ kẻ thù làm cô tổn thương. Thứ hai, Đặng Tụy Văn chỉ chịu ký hợp đồng tạm thời với TVB chứ không phải nhân viên chính thức của đài truyền hình. Sự thay đổi về địa vị và cái kết bất ngờ. Chẳng ai ngờ được sau bộ phim Cung Đấu Thâm Cung Nội Chiến thì địa vị của Đặng Tụy Văn và Trương Khả Di lại có sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất đến như vậy. Nhờ vào nhân vật Như Phi mà Đặng Tụy Văn thành công bước vào hàng ngũ tứ đại hoa đán. Dù không được TVB nâng đỡ nhiều, nhưng với diễn xuất tinh tế, cô vẫn trở thành sao nữ duy nhất trong lịch sử TVB được hai giải thị hậu liên tiếp. Khi đã hơn 40 tuổi, Đặng Tụy Văn một lần nữa lên tới đỉnh cao của sự nghiệp và phát triển không ngừng. Còn tiểu công chúa của TVB Trương Khả Di lại mắc chứng bệnh viêm tuyến giáp vì làm việc quá vất vả vào năm 2005. Ban đầu, mỹ nhân này cố gắng che giấu tình trạng sức khỏe, nhưng khi cô xuất hiện trước ống kính với gương mặt sưng vù thì tình trạng của nữ diễn viên đã lan truyền trên khắp các mặt báo. Vì tình hình bệnh quá nghiêm trọng mà Trương Khả Di chỉ có thể tạm nghỉ ngơi 2 năm để tập trung chữa bệnh. Trong lúc cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thì bạn trai của Trương Khả Di lại đưa ra lời chia tay. Cha nữ diễn viên bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư và qua đời đột ngột. Tất cả mọi việc xảy ra quá dồn dập và đột nhiên khiến Trương Khả Di vô cùng đau khổ. Trong bữa tiệc tối của đài TVB vào năm 2005, Trương Khả Di đã gần như trở thành người vô hình. Lúc này đài TVB lại có thêm nhiều gương mặt mới như là Dương Di, người được mệnh danh là Tiểu Trương Khả Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San, Trung Gia Hân, tiểu công chúa của TVB. Ngày nào đã sớm trở thành một diễn viên hữu danh vô thực, mất đi độ nổi tiếng, cô chỉ có thể vào vai những nhân vật phụ mà trước kia chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhìn vào cái kết của hai mỹ nhân Thâm Cung Nội Chiến, không ít người cảm thấy ái ngại và xót xa. Một người từ con ghẻ TVB đến 40 tuổi vẫn thành công chuyển mình, trở nên nổi đình nổi đám. Một người từ hoa đán nổi tiếng xuống dốc thành vai phụ nhỏ nhoi. Cả hai đều là mẫu người hiếu thắng, mạnh mẽ, không biết chịu thua, từ đời vào phim, từ phim ra đời, đấu nhau tới mức chỉ có ta mà không có người. Cuối cùng một người lên đỉnh cao của sự nghiệp, một người mất đi danh tiếng lẫn hình ảnh. Blog Việt Food cũng cảm thấy tiếc nuối cho Trương Khả Di, nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn là một tài năng. Nếu có thể tôi luyện từ nhỏ nhiều hơn nữa thì khả năng con đường của cô lúc này cũng sẽ chưa xuống dốc. Hy vọng dù sự nghiệp có mất hay đang trên đỉnh cao thì hai mỹ nhân Thâm Cung Nội Chiến vẫn có được niềm hạnh phúc của mình. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.